Rồi. Rồi video ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Dư Khải Gaming nha. Và ở video này Khải sẽ hướng dẫn anh em cách mua máu nhanh trong bản đồ hòa bình này nha anh em ơi. Để nhặt hạt này nọ nha anh em ơi. Với lại nói chung là anh em đi sandbox cũng vậy thôi. Anh em có thể phù về bản đồ hòa bình. Rồi anh em chỉ cần một click chuột thôi anh em có thể mua nguyên dàn xe full máu nha anh em. Rồi. Đây anh em ơi, nói chung là cũng rất là đơn giản thôi. Khải làm cho anh em thử nha. Hiện tại Khải đang ở bản đồ hòa bình và anh em cùng xem thì trên này là Khải đang đỡ chế độ tống kim này. Trong bản đồ hòa bình này chúng ta sẽ đánh chế độ tống kim nha. Rồi đỡ mà mua máu nhanh á, hiện tại bây giờ Khải uống hết máu cho anh em xem sơ qua nha. Đây, Khải sẽ uống chung là uống hết cho anh em xem nè. Đó, uống hết máu nè. Tất cả các hạt luôn nha nè. Ba hạt thì kéo xe bạc thì ba hạt xe chúng ta sẽ tự mua luôn nè. Sẽ tự mua luôn nè. Đấy, bây giờ Khải uống hết nha. Đây, bây giờ tất cả Khải hết máu nè. Đó, hạt nào cũng không máu nha. Hạt uống hết không máu luôn nè. Đây, được chưa? Bây giờ Khải sẽ cần một cái lớp thôi anh em nhìn theo Khải nha. Anh em nhấn vào chữ phụ trợ Evan. Đó, phụ trợ Evan nha. Rồi anh em tích vào cái dòng Nurburser. Và anh em chọn là Nurburser dược điếm. Là thành đứng này anh em. Đó, click vào nó là Nurburser dược điếm này. Tốc độ 100 ok này. Rồi anh em cái dòng là có click vào menu hiện lên. Anh em nhấn cho Khải 2311 được chưa. Rồi chỗ số lần click Nurburser anh em đỡ 1. Rồi anh em kích vào cái dòng có nhập số lượng anh em đỡ 60 cho Khải. Đó, 60 hoặc là 40 hoặc 30 tùy anh em. Đấy, bây giờ Khải chỉ cần một cái lớp thôi anh em ơi. Bây giờ Khải sẽ kích vào tất cả chạy cho anh em xem. Tất cả chạy. Đó, anh em thấy không? Mua nguyên dàn xe nhanh gọn luôn, chỉ việc ra tập kích và đánh thôi anh em ơi. Bây giờ trước khi mua máu xong Khải ra tập kích luôn. Đây, Khải ra tập kích 1. Xe đi theo. Đó, ba chạy chưa anh em? Cứ dậy mà phản thôi anh em. Đó. Rồi ví dụ ở bên ngoài này Khải hết máu. Khải uống máu cho anh em xem, Khải double cả dàn xe hết máu cho anh em xem. Nói chung là cái chỗ nhồi máu á, Khải cũng đã chỉ cho anh em rồi. Anh em có thể xem lại video cũ nhồi máu như thế nào nha anh em. Đó, bây giờ Khải nhồi máu hết máu cho anh em xem này. Đây là này, số 2 Khải nhồi máu này. Đấy. Đấy. Đó, các dàn xe anh theo này anh em không? Được, Khải chỉnh theo cái kiểu này đỡ nhồi một lần hai bình nha. Anh em có thể xem chỗ này đỡ có thể chỉnh nhồi máu nha anh em. Rồi. Khải sẽ chỉnh là hậu cần. Mua thuốc, nhồi thuốc này anh em thấy không? Đó. Nếu anh em nào mà chưa cài phím số 2 hoặc phím số 1 thì Khải sẽ hướng dẫn ở video này luôn. Đó là cách nhồi máu nhanh nha anh em. Khải sẽ nhấn đó là tạo phím. Hiện tại Khải sẽ muốn tạo phím là số 1 đi. Khải nhấn phím số 1. Rồi ok, xong sau khi tạo được phím số 1 thì Khải nhấn ok trước đã. Đó. Tiếp tục Khải sẽ nhồi thuốc và Khải sẽ chọn là phím bơm. Hiện tại nó đang mặc định số 2 đúng không? Tại vì phím đó Khải cài rồi. Giờ Khải sẽ nhấn qua phím số 1, mình đang muốn cài phím số 1 này. Rồi, anh em chỗ này anh em chọn cho Khải đó là Ngũ Hoa Cổ Thanh Hoàng, anh em đợt số 2. Đó, anh em nhấn giữ thêm thuốc, được chưa? Rồi, ok. Mà anh em muốn mà nhồi thêm cho nó trâu hơn nữa, anh em kích vô auto. Anh em mua máu thường này cho Khải, 15 bình. Đó, nếu là trâu hơn nữa anh em có thể kích tay. Kích tay được mua. Đó, cái này double một lần 3 bình luôn anh em. Đó, mỗi loại thêm 15 cứu chiến nữa nha. Rồi, anh em nhấn vào nhồi thuốc giùm Khải. Rồi, quay lại phía số 1. Đó, hiện tại mình chỉ mới nhồi cái auto là Ngũ Hoa Cổ Thanh Hoàng 2 bình thôi. Bây giờ mình sẽ nhồi tiếp bình cứu chiến Cổ Thanh Hoàng nữa. Đây, anh em sẽ chọn cứu chiến Cổ Thanh Hoàng, đó thấy chưa? Cái máu này thì anh em chọn 1 hay 2 giờ tùy anh em cho nó trâu là được. Đây, cứu chiến Cổ Thanh Hoàng này, 1 này, đó. Đó, bây giờ là Khải sẽ nhồi hai cái mỗi loại 1-1. Thật là anh em có thể chỉnh thành số này 2, thêm thuốc lại, ok. Rồi, bây giờ Khải sẽ nhấn phím 1 cho anh em xem nha. Phím 1 nó sẽ nuốt máu cho anh em xem nha. Nuốt máu kiểu này quá trâu luôn nha anh em. Đây, giờ Khải sẽ nhấn phím 1 cho anh em xem, anh em để ý nha. Đây, Khải sẽ đỡ mớ máu cho anh em để ý này. Nhồi máu đánh kiểu này quá hiệu quả rồi anh em. Khi nào cảm thấy máu quá tục thì anh em có thể nhồi máu. Còn chỗ cái hậu cần phục hồi á, cái này là nó mặc định thôi anh em. Mặc định thì nó chỉ như thế này thôi. Nhưng mà mặc định thì nhiều lúc nhồi máu đánh nó rất là kém. Đó. Ví dụ như anh em chuẩn bị biết giao tranh, anh em nhồi máu trước. Anh em số 1 này. Đó, anh em thành uống máu không? Đó, uống máu kiểu này anh em đánh ai chịu nổi anh em. Uống máu tiếp này. Đó, chỉ cần anh em nhồi từ 2 đến 5 lần nhồi máu thôi là phe đối địch đã hết máu, đã chết rồi nè em. Nói chung là mình rất là trâu, mình không có chết được. Đó, tiếp tục này, uống máu rồi này. Đó, thấy chưa? Anh em thấy uống máu không? Chỉ cần nhồi kiểu này á, chắc chắn xe mình rất là mạnh anh em, rất là khỏe luôn. Tiếp tục anh em xem này, số 1 này. Đó, anh em thấy không? Uống máu cỡ này đánh ai chịu nổi. Đó, anh em thấy chưa? Xe nó uống máu theo luôn này. Đó. Ok, anh em có thể làm theo video này để nhồi máu và mua máu nhanh để đánh cho trong bảy quả này một cách tốt nhất nha anh em ơi.
Ok, và Khải sẽ tạm dừng video ở đây nhé. Đó, video này Khải làm anh em ơi.